thời gian chúng ta sẽ cài đặt. Đấy, chúng ta nhìn cái biểu tượng này chúng ta thấy là đây là nó sẽ đồng bộ hóa giữa gì nhỉ? Dữ liệu từ domain chính xuống cái domain thứ hai, domain controller thứ hai. Rồi sau khi cài sắp đặt xong chúng ta nhấn Philip để khởi động lại. Chúng ta khởi động lại. Rồi chúng ta rất là đăng nhập vào máy domain controller thứ hai. Rồi đây là cái gì nhỉ? Đây là sau khi chúng ta đăng nhập vào cái domain controller thứ hai. Thì các bạn thấy này. Các bạn thấy là các bạn kích vào chuột này, các bạn kích vào start này, administrative tool này. Các bạn thấy là Active Directory and User Computer. Đấy, các bạn thấy là gì nhỉ? Nó sẽ đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu bên gì nhỉ? Bên domain chính. Như vậy đây các OU đây, chúng ta thấy các OU bên này rồi. Đúng nhỉ? Bộ minh kinh doanh đây. OIT rồi, bây giờ chúng ta để ngược lại chúng ta xem đồng bộ hóa bên bên OIT tôi thêm hai user mới là gì nhỉ? Là Nguyễn Văn Duy. Một user mới Nguyễn Văn Duy nhá. Rồi Nguyễn Văn Duy. Chúng ta bỏ mục này đi. Nhập mật khẩu ở đây. Rồi các bạn nhấp next. Finish. Rồi thêm một user Nguyễn Văn Duy. Thì chúng ta xem bên gì nhở? Bên dữ liệu bên gì? Bên domain chính. Chúng ta đăng nhập vào. Chúng ta start. Các bạn đây đây là Nguyễn Văn Dũng, các bạn lốc ra. Các bạn lốc off ra. Các bạn đăng nhập vào admin. Azure. Rồi các bạn sẽ xem là trên cái domain này, trên domain controller thứ nhất. Các bạn chọn mục Active Directory Tool. Chọn mục gì nhỉ? Active Directory User and Computer. Thì các bạn trong OUIT các bạn thấy là Nguyễn Văn Duy đã được gì nhỉ? Được thêm vào đây đúng không? Và chúng ta chú ý một điều là gì nhỉ? Ở trong cái mục Domain controller ở đây thì nó sẽ đưa ra hai cái gì nhỉ? Hai cái tên, hai cái domain controller. Cái máy DC chính là
FPT Poly DC là chính là cái máy thứ máy 6.2, còn cái này là máy thứ hai của chúng ta. Rồi. Chúng ta thêm một cái tài khoản mới vào đây, ví dụ như là Nguyễn Mạnh Hùng dạ. Đúng nhỉ? Nguyễn Mạnh Hùng. Rồi, nhấp like. Các bạn nhấn like. Rồi thì các bạn thấy là gì nhỉ? Là bên domain controller thứ hai các bạn ấn refresh. Nó đã được tạo ra đúng nhỉ? Như vậy là dữ liệu được đồng bộ giữa hai bên. Và sau khi chúng ta chú ý sau khi cài đặt xong ấy là chúng ta thấy là địa chỉ DNS nó hay đổi, chúng ta để lại DNS nhé. Đây chúng ta kích phải chuột ở đây, chọn mục Manage Network Connection. Thì thông thường cái directory xong thì nó hay đổi DNS, chúng ta phải để lại đúng DNS. Ok, như vậy đây là 6.2 đúng rồi. Như vậy 127.0.0.1 thì chính là cái thứ hai. Hoặc là chúng ta chính là có cái thứ hai, đây là chúng ta có thể gõ là 192.168.6 chấm gì nhỉ? 6.3 đúng nhỉ? Rồi. Chúng ta tích hợp DNS để làm gì? Chúng ta tích hợp DNS chúng ta thấy là trên cái DNS thứ hai này, kích vào đây, program admin sẽ tiếp tool, kích mục DNS. Server trên server thứ hai. Trong mục forward lookup zone thì chúng ta thấy đây là một cái tên miền mặc định sinh ra là gì nhỉ? Như vậy là đây là có hai cái gì nhỉ? Hai cái bản ghi là gì nhỉ? Bản server FPDC là địa chỉ là 192.168.6.2 là chính là chúng ta kích phải chuột ở đây. Đó chính là gì nhỉ? Tên là FPDC, FPT đúng nhỉ? Còn bản ghi thứ hai là gì nhỉ? Là của cái server thứ hai là FPT server 2 FPT Bully. Đấy chỉ chúng ta phải để DNS. Như vậy là sau đó quá trình chúng ta có thể chạy hai song song hai gì nhỉ? Hai server domain controller này hoạt động đồng hành nhau bình thường. À, chúng ta sẽ quay lại bài học.